An toàn thông tin Việt Nam dần có chỗ đứng tại thị trường nội địa. Dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam sẽ triển khai tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin năm 2019. Đây là lần thứ 4 cuộc bình chọn này được tổ chức tại Việt Nam. Thời gian nhận hồ sơ bình chọn từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2019. Lễ công bố và trao các danh hiệu bình chọn sẽ được tổ chức trong phiên toàn thể của hội thảo, triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019. Tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2019 tại Hà Nội, chương trình bình chọn của năm nay sẽ trao giải thưởng cho ba hạng mục gồm: sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao, sản phẩm an toàn thông tin mới xuất sắc và dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu. Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ phải trải qua quá trình đánh giá, kiểm định của các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, trung tâm kiểm định và hội đồng bình chọn giải thưởng gồm 17 thành viên. Trên cơ sở kết quả bình chọn của chương trình, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chọn ra danh mục các sản phẩm, giải pháp Dịch vụ an toàn thông tin mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ chính phủ điện tử. Theo ông Hoàng Minh Tiến, Phó cục trưởng cục an toàn thông tin, với mục tiêu tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp, trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho khoảng 70 doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin. Quan điểm của cục an toàn thông tin là luôn ủng hộ các cuộc thi về an toàn thông tin do Hiệp hội An toàn thông Việt Nam tổ chức. Kết quả của cuộc thi này cũng sẽ là thước đo để các đơn vị tổ chức tham chiếu trong việc chọn mua và sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam. Sự thành công của các doanh nghiệp an ninh mạng trong nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành hấp về security của khu vực Đông Nam Á.